Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thủy làm video này các bạn hãy muốn chia sẻ tất cả các bạn cái cách mà trị yếu sinh lý nam ha, và các bạn nữ cũng nên coi nha, coi để mình có những cái biện pháp mình giúp cho người thân mình cải thiện cái bệnh mà yếu sinh lý được tốt hơn ha. Và cái phương pháp mà Thủy muốn chia sẻ với tất cả các bạn dùng những cái nguyên liệu mà nó dễ tìm, nó rẻ tiền và nó chi phí nó thấp nữa, giúp cho chúng ta dễ thực hiện ha. Chúng ta dùng cà chua này để hỗ trợ trong quá trình các anh mà bị yếu sinh lý thì mình dùng cái cà chua này thì rất tốt ha. Cà chua này đổi hỗ trợ quá trình yếu sinh lý thì chúng ta phải áp dụng bằng những cái phương pháp rất là đơn giản tại nhà, không có tốn nhiều chi phí và dễ thực hiện. Nếu các anh các chị nào mà đang trong quá trình yếu sinh lý mà muốn cải thiện để chúng ta nhanh chóng có con thì chúng ta hãy sử dụng phương pháp dùng cà chua này để cải thiện và hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nha. Và cái cách sử dụng như sau nha. Phương pháp dùng cà chua này hỗ trợ yếu sinh lý thì rất là đơn giản. Trước tiên thì cà chua này chúng ta sẽ cắt ra ha, cắt vừa cái khẩu vị ăn của chúng ta ha. Giống như là mình dùng ăn xà lách vậy á các anh các chị ha. Cái phương pháp này tuy đơn giản nhưng mà rất là hay ha. Tại vì cà chua này nó hỗ trợ cho chúng ta trị yếu sinh lý rất là hay, nhất là với anh chị mà mấy anh mà muốn cải thiện quá trình tăng sức khỏe ha, sức khỏe sinh lý nam giới ha, thì chúng ta hãy sử dụng thường xuyên sử dụng cà chua này ha. Sau khi được cà chua như thế này thì các anh các chị cho vào đây là khoảng 2 muỗng mật ong ha. Và các anh các chị là sử dụng 1 muỗng dầu ô liu ha. Dầu ô liu này cũng hỗ trợ cho chúng ta là trong quá trình tăng sinh lý cũng rất là tốt. Các anh các chị sử dụng 1 muỗng ha. Sau khi các anh các chị có 1 đĩa cà chua và 2 muỗng mật ong và 1 muỗng dầu ô liu này thì các anh các chị là sử dụng là sau khi chúng ta ăn tối là 1 giờ hoặc là trước khi đi ngủ 1 giờ ha. Chúng ta sẽ ăn 1 đĩa như thế này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được quá trình sinh lý rất là tốt. Các anh các chị nào muốn cải thiện quá trình sinh lý thì hãy áp dụng thử cái phương pháp này ha. Phương pháp này cũng rất là đơn giản, ai cũng áp dụng được hết và giá thành thì rất là rẻ. Với 1 trái cà chua, 2 muỗng mật ong và 1 muỗng dầu ô liu thì giúp cho chúng ta cải thiện quá trình sinh lý rất là tốt, mà ai cũng có thể áp dụng được ha. Các bạn kiên trì thực hiện điều đặn thì sẽ được cải thiện sức khỏe nam giới rất là tốt luôn, giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe và chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc sống nha. Sau khi Thủy chia sẻ video này, Thủy hy vọng rằng là các bạn có thật là nhiều sức khỏe, gia đình được hạnh phúc ha. Nếu các bạn nào thích video của Thủy cho Thủy một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy nha. Thủy xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.